3 phút 09 đến 3 phút 22. Cảnh ghép anh của anh Tuấn đi giữa làn xe đông nghịt người ấy, là một cái cảnh mà ghép hơi lộ. Ghép hơi về mặt hậu kỳ thì hơi hơi chưa được hoàn chỉnh một chút, nhưng mà cảnh Naruto bù lại. Nhưng mà cảnh nhiều người xuất hiện. Nhưng mà thực sự cái cảnh đi giữa đường ấy thì thật ra là không ai ra đứng giữa hai làn đường. Đây là cái phố, hình như là phố Bà Triệu. À đâu, phố Tràng Tiền ở ngoài Hà Nội. Thế hả? Mà đông xe như này không ai cho đi giữa lòng đường, mà không thể cổ suý cái việc mà đi giữa lòng đường. Giống như hồi xưa á, lúc mà Yuri với nhóm mà quay ở bên Singapore. À, có phải số nhỏ đúng rồi. Số nhỏ. Đúng rồi, là em nói thiệt cái luôn á, là phải đợi giống như là 10 giây á là xe nó chạy đi rồi. Là trong 10 giây đó mình phải trân trọng cái 10 giây đó, hiểu không? Có nghĩa là mình vừa nhảy xong là mình phải đứng vô cái làn này nè, không thôi là người ta đụng mình luôn á. Mà người ta không có không có né mình đâu. Anh Tuấn đi trong này rất là bình thản. Đúng rồi. À, nhưng mà mình cũng biết là ghép, nhưng mà cảnh này là trừ điểm nhá. Cảnh này trừ điểm này, thật sự là trừ điểm cảnh này. Quá lộ. Lộ quá mà là không ai mà người ta buồn người ta đi giữa đường người ta hát như này cả. Thà người ta đi giữa lòng người đúng không? Ừ. Và thật ra thì cái xuyên suốt cái cảm xúc của bài hát này nó là hơi buồn một xíu, nhưng mà khiến cho anh với anh Tuấn anh đóng nó có một chút hơi gượng một xíu. Hơi kiểu đúng kiểu là ít khi mà diễn những cái cảnh như này, thế nên là cảm giác là vẫn hơi lúng túng ở trong khuôn mặt anh ấy và ánh mắt anh ấy vẫn có sự lúng túng chẳng hạn. Nhìn nó chưa thật cho lắm, nhưng mà mình mong là những cái MV sau thì càng làm thì anh ấy càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Đóng sau này biết đâu lại làm diễn viên chuyên nghiệp thì sao. Rồi, 5 phút 31. Mọi người để ý cái áo khoác jean của anh ấy nhé. Mọi người thấy ở bên cánh tay phải của anh ấy là vẫn còn cái chip chống trộm cái áo ấy. Nghĩa là anh ấy chưa thanh toàn cái áo này. Chưa, đấy chip chống trộm. Đấy chip chống trộm thấy không? Dừng lại lại đấy. Anh muốn em toàn thiếu sót cực kỳ lớn. Mình là một ca sĩ thì mình đầu tư cho MV thì tốt nhất là mình cố gắng mình chỉnh chu một xíu. Tại sao lại đi mượn áo mà lại chưa tháo chip chống trộm ra như này? Mọi người đánh giá chết. Trời ơi, đầu tư. Trời ơi. Cái MV tiền tỷ thế này thì đầu tư một con áo khoác jean đi. Đúng rồi. Là anh ông này cũng sôi ghê thì chứ. Không, nhưng mà thật sự mà nhìn đập mắt sau ngày hôm nay là anti fan của anh Bùi Anh Tuấn. Không. Bộ. Tại vì là mình đã chơi với anh Bùi Anh Tuấn cũng khá là hai anh em gặp nhau cũng đã nhiều và khá là thân thiết rồi. Cho nên mình mới cần soi kỹ như này, nhưng mà vẫn cảm thấy là những cái lỗi soi này nó rất là dễ thương ấy. Nè, cứ quay không có chip. Không có chip. Không có luôn. Không phải đồ đi mượn, đồ xịn, đồ mua, đồ thanh toán rồi. Tôi cũng vậy. Đấy, không phải đồ chip đúng không? Đúng rồi. Đồ thiết kế đàng hoàng. Mà với cả là đồ mình mua thì cũng không có đắt tiền đến nỗi mà có chip, chỉ có mấy cái mát ở đây giật dễ lắm. Thế là đồ chip phải ra hàng. Thôi anh ra hàng anh gỡ đi nhá. Gỡ cái áo chip ra. Đó.